Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có $9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thúc đẩy mối quan hệ với Cộng sản Việt Nam, trong khi mà vẫn còn các mối lo lắng về vấn đề nhân quyền. Phần tin chi tiết Ngô Minh Huy gửi đến quý vị như sau. Kính thưa quý vị, vào hôm thứ Năm ngày 29 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã tìm cách thúc đẩy mối quan hệ an ninh với Cộng sản Việt Nam. Mặc dù mối quan hệ giữa hai quốc gia này đang dần trở nên bền chặt hơn khi cả hai nước đều theo dõi các hoạt động với mức báo động ngày càng tăng của Trung Cộng ở Biển Đông, thì vẫn còn một vài giới hạn tồn tại trong mối quan hệ này. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rằng vẫn còn những giới hạn trong mối quan hệ giữa hai nước cho đến khi Hà Nội đạt được tiến bộ về nhân quyền. Theo ông Greg Poling, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng, Cộng sản Việt Nam muốn biết về việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục can dự quân sự cũng như là tiếp tục hiện diện ở Biển Đông hay không. Các chuyên gia cho rằng có những mối lo lắng kéo dài ở Việt Nam về cam kết của Hoa Kỳ tại vùng Á Châu sau khi Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã rút khỏi Hiệp ước Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2017. Ngoài ra, chính quyền Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ chỉ sẵn sàng tiến xa hơn nữa mối quan hệ với Hoa Kỳ Việt Nam trong trường hợp nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền của mình. Trong tháng này, thì Mark Knepper, người được Tổng thống Biden đề cử làm đại sứ nhiệm kỳ kế tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam, tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ an ninh, nhưng cho biết họ chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu Hà Nội đạt được tiến bộ đáng kể về mặt nhân quyền. Trong khi đó, thì Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang tiếp tục thắt chặt các biện pháp hạn chế tại các thành phố lớn khi mà các ca nhiễm mới tăng cao liên tục. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết vào hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 7 rằng các thành phố lớn của Việt Nam có thể mở rộng hoặc là thắt chặt các hạn chế về việc di chuyển nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 khi mà các ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày đã vượt qua con số là 6.000 ca nhiễm trong 7 ngày liên tiếp. Việt Nam đã ghi nhận 6.559 ca nhiễm COVID-19 mới vào hôm thứ Tư, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu lên hơn 120.000 người. Theo dự kiến chính thức, có khoảng 450.000 người ở quốc gia 98 triệu dân đã được tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine. Nhà cầm quyền đã ban hành các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt tại khoảng 1/3 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam, bao gồm Trung tâm Thương mại Sài Gòn ở phía Nam và thủ đô Hà Nội ở phía Bắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh cho biết, trong một tuyên bố rằng Hà Nội có thể sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để phòng chống dịch bùng phát một cách quyết liệt hơn. Các nhà chức trách ở Sài Gòn cho biết, thành phố có thể cần phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 1 hoặc là 2 tuần sau ngày 1 tháng 8 khi mà tình trạng lây nhiễm tại thành phố vẫn tiếp tục tăng. Do tình hình dịch bùng phát ngày càng nghiêm trọng đã khiến Quốc hội Cộng sản Việt Nam quyết định rút ngắn thời gian họp tại Hà Nội sớm hơn 3 ngày và bế mạc vào ngày thứ Tư, ngày 28 tháng 7. Đợt bùng phát dịch lần này đã gây áp lực lên nhà cầm quyền trong việc tăng cường nguồn cung cấp vaccine và đẩy nhanh tốc độ công tác tiêm phòng. Kính thưa quý vị, xuất hiện thông tin một đại biểu Quốc hội Cộng sản nhiễm dịch trong thời gian tổ chức họp Quốc hội. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, mạng xã hội Facebook loan truyền một đoạn báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ về việc ông Nguyễn Đăng Khải, một viên chức quân đội Cộng sản tại quân khu 2, đã bị nhiễm COVID-19 trong thời gian tham gia họp Quốc hội Cộng sản khóa 15, kỳ họp thứ nhất diễn ra vào ngày 20 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2021. Nội dung của bản báo cáo cho biết, vào ngày 18 tháng 7 thì ông Khải xuống quân khu 2, sau đó xuống Hà Nội để tham gia họp Quốc hội Cộng sản. Đến 5 giờ chiều ngày 25 tháng 7, mặc dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tức là không được tập trung quá 3 người, nhưng ông Khải vẫn tụ tập uống nước với 14 người tại nhà riêng của mình. Khoảng nửa tiếng sau thì ông Khải quay lại Hà Nội để tiếp tục tham gia vở kịch họp Quốc hội bầu lại 3 chức danh tứ trụ Cộng sản. Theo Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh, hiện ông Khải đang được điều trị Covid tại Hà Nội và 14 người khác tiếp xúc với ông tại nhà phải đi cách ly. Tuy nhiên, thì bản báo cáo không hề đề cập đến việc ông Khải tham gia tiếp xúc tụ tập 500 người tại hội trường Quốc hội Cộng sản. Những người trong hội trường này có bị đưa đi cách ly theo quy định hay không? Nhưng riêng ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước và ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Cộng sản thì đang đi công tác tại Sài Gòn. Thông tin trên Facebook dù đã được thể hiện khá rõ ràng, tuy nhiên phía nhà cầm quyền Cộng sản vẫn đang giữ im lặng. Tin sau đây cho hay công nhân của công ty Giao Quang Necting nổi dậy xô cổng của công ty vì bị cách ly với người nhiễm dịch. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2021, Facebook mang tên Ten mới mỗi ngày loan truyền đoạn video của các công nhân công ty Giao Quang Necting ở khu công nghiệp Thành Công nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã nổi dậy xô cổng công ty với mong muốn được thoát ra ngoài. Nguyên nhân được cho các công nhân nói rằng ngành y tế Cộng sản đã kiểm tra và phát hiện ra có hàng chục người nhiễm dịch nhưng vẫn để những người này ở chung với những công nhân khác và không thông báo cho công nhân khiến cho họ hoang mang. Vì vậy, vào tối 26 tháng 7 vừa qua, các công nhân đã cùng nhau xô cổng công ty vì lo sợ nếu như còn ở trong công ty thì sẽ bị lây nhiễm chéo. Trước tình hình này, thì nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Tây Ninh đã điều hàng chục cảnh sát cơ động mặc áo giáp, mang theo vũ khí đến để trấn áp. Được biết, trong thời gian vừa qua, có nhiều công ty đã tổ chức cho các công nhân ở tại công ty sau thời gian làm việc để tránh lây nhiễm dịch. Tuy nhiên, thì sau một thời gian thực hiện, thì một số công ty phát hiện có hàng trăm công nhân đã bị nhiễm dịch. Do quá bất mãn với chính sách cách ly tập trung của công ty cũng như là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, một số nơi đã xảy ra tình trạng người cách ly nổi dậy, xô cổng để mong được thoát thân. Trong khi đó, thì một em bé đói sữa vì mẹ bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt đi cách ly. Vào ngày 29 tháng 7, mạng xã hội Facebook cũng đã chia sẻ một đoạn video có nội dung một em bé mới 3 ngày tuổi sống trong một phòng trọ tại khu vực Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn, đang phải sống bằng nước cơm vì mẹ bé bị nhà cầm quyền mang đi cách ly sau khi kiểm tra dương tính với dịch. Sau đó thì có người đã lên mạng kêu cứu nên được Mạnh Thường Quân mang sữa đến giúp đỡ. Sự việc đang gây bất mãn trong một bộ phận dư luận mạng xã hội vì cách chống dịch thiếu nhân bản của nhà cầm quyền và những tuyên bố dối trá không để bất kỳ một người dân nào đói. Tin sau đây cho hay các luật sư di dân lo ngại rằng Anh Quốc sẽ trục xuất các nạn nhân của nạn buôn người về Việt Nam. Thưa quý vị, các luật sư và nhà vận động di dân lo ngại rằng các nạn nhân tiềm năng của nạn tra tấn và buôn người sẽ bị trục xuất về Việt Nam trên một chuyến bay thuê bao. Trong ngày hôm nay, hãng tin Morningstar cũng cho biết có khoảng 20 công dân Việt Nam được lên kế hoạch trục xuất vào khoảng 5 giờ chiều từ Birmingham vào hôm thứ Tư trên chuyến bay thuê bao thứ hai đến Việt Nam trong năm nay. Các nhà vận động thông báo với tờ Morningstar là một số người có tên trên chuyến bay này bị bắt chỉ vài ngày trước đó, bao gồm các nạn nhân tiềm năng của nạn buôn người và lạm dụng tình dục, cũng như là một bà mẹ có con nhỏ từng ở Anh Quốc hơn 15 năm. Trong số những người bị bắt khỏi chuyến bay thì có một phụ nữ trẻ bị buộc phải làm việc ở Anh Quốc để trả nợ cho những kẻ có cho cha cô vay nặng lãi tại Việt Nam, và người này thì lo sợ bị ngược đãi khi trở về. Luật sư Lotharum của Duncan Lewis thông báo với Morningstar là có một phụ nữ này bị gia đình bỏ rơi ở Anh Quốc vào năm 16 tuổi và cũng đã bị lạm dụng tình dục trong suốt thời thơ ấu. Vé máy bay của cô bị hủy vào hôm thứ Ba, một ngày trước chuyến bay, sau khi mà cô được xác định là nạn nhân của nạn buôn người thông qua National Referral Mechanism, khuôn khổ chính thức của Anh Quốc. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của SBTN trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin phóng sự cộng đồng sau một số thông tin thương mại.